đi đâu ấy? Thì bây giờ về nhà chứ. Con này đi đâu đây? Về nhà chứ đi đâu nữa? Con vua ấy, về nhà để chiến đấu với ông bà già. Đau lắm. Không về đâu. Thế bây giờ không về nhà thì đi đâu? Đi nhà nghỉ ngủ. Này, chờ tí. Đây. Ai, bây giờ thằng này hỏi lại nhá. Giờ đi đâu? Đi nhà nghỉ. Với ai? Với anh Lưu Nạ. Hết nước chấm. Lên đường. Anh sợ Bình ạ. Anh cầm cái bổng anh đi. Anh đã muốn chối bỏ ấy thì mẹ con này không cần đến anh. Nhưng mà tôi cần tiền. Kể từ giờ cho đến lúc tôi đẻ ấy, anh liệu mà lo cho tôi ít nhất là 20 triệu. Nhiều thì anh không có, nhưng anh sẽ cố gắng làm lụng, tiết kiệm để đỡ đần em và lo cho con. Con gì của anh? Đấy là tiền đền bù cho sự tổn hại tinh thần của tôi. Còn anh không có cái quyền hạn gì để nhắc đến con tôi cả. Hiểu chưa? Có thể em không tin, nhưng anh cũng tự dằn vặt bản thân rất nhiều rồi. Đã có lúc anh nghĩ là hay là mình chạy trốn đi. Giỏi thì chạy đi. Chạy đi. Chạy để rồi mà dằn vặt suốt đời à? Bình ơi, nếu như em không chi anh nghèo thì cho anh cơ hội nữa để làm một người bố tốt nhá. Về cửa hàng, cô đưa tiền luôn cho. Cô. Sao? Thật ra vừa có người giúp một con cháu rồi ạ. Cái gì cơ? Ai? Là cô Luyến ạ. Chú Điên này. Ơi. Một dành là 4.500. À. Trăm dành là 450. Chính xác. Thế thì mỗi đêm chú cháu mình cứ làm khoảng 500 dành thì có mà ấm như nhỉ. Trời ơi. Đúng là tuổi trẻ mơ mộng. Ông có biết là ở chợ đấy bao nhiêu người như là bố ông với cả tôi không? À. Tôi với bố ông chỉ mong là một đêm là có khoảng 100-150 là tốt lắm rồi. Mà thôi, đừng cứ mà mơ mộng đi. Việc của ông là học cho tốt vào, cho bố ông nhờ nha. Thì cháu cứ mong thế. Chú Điên! Chú Điên ơi! Chú Điên! Chú Điên ơi! Thì ở đây có cái gì mà như cháy nhà đấy? Cô Bình! Bình làm sao? Cô Bình có ngã ngất ngất ở đầu kia kìa! Đi! Ôi! Kìa! Sống nương tựa vào nhau, con thấy thế là đủ rồi, chả cần gì cả. Con dở cái thói óng nghẹo rồi, nhờ anh này rồi nhờ anh nọ, lườn khườn quen cái thói, đúng là luyến lườn, giọng thay đổi còn nhanh hơn thời tiết nữa. 5 năm mẹ con mình bóp mồm bóp miệng, con gom đủ tiền trả nợ rồi. Mất rồi, bà mất cái gì? Chỉ vàng ngày hôm qua mẹ mua. Anh ngồi ngoài kia khoe mà, không lấy thì ai lấy? Tao sai vì tao làm cừu vạn. Được chưa? Được chưa hả? Loanh quanh luật quẩn, biết bao giờ ngóc đầu. Bố lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Mẹ con bà đúng là hết nước chấm. Nghe anh nói đi. Anh em 47 là nhà, dẫu không một mẹ vẫn là anh em nhá.